Hiu hiu gió thổi đầu non, mây tài uống rượu là con của Ngọc Hoàng. Con Ngọc Hoàng vô miếng nữa, con Ngọc Hoàng. Bà khùng hả bà? Bà làm gì vậy? Xịt mũi. Xịt mũi vô rượu tôi uống bớt lại không hả? Nhậu quá mà đến nửa mũi bay vòng cũng biết xịt. Dẹp đi. Vô y vô tư đang ngồi nhậu mà xịt mũi. Nhậu gì mà nhậu hoài. Nhậu từ ở ngoài quán nhậu chưa vừa lòng vừa dạ, bước chân về tới nhà cũng ngồi nhậu. Nhậu một mình cũng nhậu. Ngày nào mà ông không nhậu thì ngày đó bão táp phong ba đó. Bởi vậy tôi mới nhậu. Nhậu cho bão táp phong ba nó đừng có tới. Bà không cảm ơn tôi, bà còn la tôi nữa. Hiểu sao mà lấy nhầm cái thằng chồng nó ghiền rượu, dễ sợ là ghiền á. Bà kêu tôi bằng thằng luôn hả bà? Lấy ông chồng ghiền rượu. Ghiền hồi nào? Chứ không ghiền. Ngày nào cũng muốn lấy gì ghiền. Nói cũng nói thêm. Nói chuyện ngang như cua. Bởi nghĩ sao tôi thấy tôi khổ ghê thiệt. Nhiều khi tôi tự nghĩ tôi giống như là thân tôi như tấm lụa đào phất phơ trước chợ mà rớt vào tay ông. Tối ngày chỉ biết long nhong đi tìm quán nhậu mà thỉnh ông về. Bữa nay bà đặt làm thơ nữa. Mấy gì mà than thân trách phận được với bà hả? Bà nghe cho kỹ nè. Chưa sai mới thấy vợ già. Ông hết chuyện rồi hả? Bây giờ ông nói tôi già hả? Trời đất ơi, tôi làm thơ bà làm vậy? Rồi, đọc đi. Sai rồi mới thấy vợ mình yêu tinh. Ông, tôi làm thơ mà. Gì nóng vậy? Rồi bây giờ tới tôi nha, tôi đối đáp nha. Bây giờ nghe nè. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Là bò đâu dính líu gì tôi đâu. Ông mà uống rượu, ông ngu hơn bò. Thơ, tôi nói cái này là thơ. Thơ mà. Trời, nói tiếp đi. Bà nói bò phải không? Bà nói thú gì tôi nói thú luôn nè. Ông nói gì? Bà ơi, tôi bảo bà này. Bà ra ngoài ruộng, bà cày với trâu. Thơ mà. Cái cày bổn phận của trâu. Tôi đang bận nhậu, còn lâu mới cày. Hay quá ha, hay quá. Được rồi, vậy nghe tôi nói nè. Ai bảo chăn trâu là khổ? Tôi chăn chồng còn khổ hơn trâu. Trâu đi trâu biết đường về, chồng đi không biết đường về như trâu. Mà nói tôi thua trâu hả? Tôi nói là thơ. Bây giờ sao? Mà tôi nói thiệt á, tôi không hiểu ngày xưa làm sao ma đưa lối quỷ đưa đường lấy ông. Bây giờ khổ vậy nè, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt à. Làm gì? Bà lấy tôi có mục đích hết á. Mục đích gì chứ? Bà thấy tôi đẹp trai, bà khoái tôi, bà cua tôi. Ông nhìn lại cái hình hài của ông đi. Sao? Ngày xưa đó hả, ông như là một chàng hoàng tử. Ông là nệm êm gối ấm cho tôi nằm. Còn bây giờ ông nhìn lại ông đi. Ông bèo nhèo. Ông giống như là cái vẻ rách vậy đó. Bữa nay dám nói tôi như vẻ rách hả? Không, nói chính xác hơn là vẻ rách nó giống y chang nhau vậy đó. Ừ. Cái nồi vẻ nó thấp hơn tôi, nó phải giống tôi chứ làm sao tôi giống nó. Bà nên nhớ nè, cái câu này ông bà xưa nói hay lắm. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia rượu vẫn còn. Ông bà nào nói hả? Có mấy ông mà sai xỉ nó mới nói như vậy thôi, hiểu không? Ông nói đó, ông nói, ông Tám nói, ông Sáu nói đó, mấy ông bạn nhậu của ông nói đó. Nghe nè. Sao? Đa tủ nhập tâm như cẩu cuồng tạ thị. Hey, cái câu này quá hay. Sao không hay? Nhưng mà cái chữ cẩu tôi không hiểu là gì ta. Cẩu mà không hiểu hả ông? Ông biết cẩu là gì hết hả? Nó nói về một cái cần cẩu hả? Trời đất ơi. Đa là nhiều, tủ là rượu. Ồ, cái này ông biết nè. Rồi, cái rượu là tôi biết. Rồi, cẩu là chó, cuồng là điên á. Tạ thị là chạy vòng vòng ngoài chợ, có nghĩa là uống rượu nhiều vô đi rồi nó nhập vô trong người của ông, giống như con chó điên chạy vòng vòng ở ngoài chợ. Nín cái gì? Bà nói tôi là chó. Tôi phải nói ông chó. Mà tôi nói ông nghe, ông biết tác hại của rượu ghê lắm không? Mai mốt cái thần kinh của ông á cũng như là bị điên điên á. Nhưng bà ơi, nam vô tử như kỳ vô gió. Vô gió là vô đâu? Cái chữ sao nó hay lắm mà sao tôi quên. Vô phong, nam vô tử như kỳ vô phong. Nói gì cũng nói được à. Bây giờ tôi phân tích cái tác hại nhậu rượu cho ông nghe nè. Sao? Nghe. Rồi.
bà phân tích đúng như tôi bỏ. Ông sẽ bị suy gan nè, bị suy thận nè, bị viêm dạ dày nè, bị loét bao tử nè, rồi thần kinh của ông hả là trí nhớ ông là bị chậm nè, rồi sau hả cứ từ từ ông sẽ bị giống như người điên vậy đó. Ông sẽ chạy vòng vòng á, rồi ông cứ tưởng ở ngoài đường á là cái phòng tắm, rồi ông cởi quần cái áo chạy vòng vòng ở ngoài đường á. Bà cởi đi, bà khùng thế bà. Không, ý là tôi nói về bắt tôi cởi đồ đi chạy vòng vòng ngoài đường á. Tôi nói là rượu mà uống nhiều vô, chưa kể là rượu nó có chất cồn nhiều nha, uống vô hả láng chán hơn ngàn bị ngộ độc. Mà ngộ độc là sao, là ông ra dùng năm đó, biết không? Dùng năm là dùng gì? Nghĩa địa đó. Nghĩa địa chứ còn gì đó. Bà đi ra ngoài nghĩa địa đi, bà có cái mã nào mà bà gì đủ chết không? Toàn là mộ bia mà chứ... đâu có ai đề mộ rượu. Uống bia mới chết, uống rượu đâu có chết. Mộ bia mà không có mộ rượu à. Nhưng mà bà, mấy cái rượu đó là cồn không? Mấy cái đó là rượu giỡn. Tôi uống rượu bà biết tôi ngâm cái gì không? Ông ngâm cái gì? Tôi ngâm cái này bà nghe bà chóng mặt. Ngọc Dương. Ngọc Dương. Ngọc Dương là cái gì? Dương là dê. À, Ngọc là hay. Mắt Ngọc. Mắt của bà. Ngọc chứ... Dương là con mắt. Em hiểu không? Em hiểu không em? À, em có hiểu. Nghĩa là anh uống em vui. À vậy đó hả? Ê, một người uống hai người vui. Không có đâu, một người uống hai người buồn. Buồn mà khóc luôn đó. Ủa sao khóc? Là tôi với thằng Tý đó, con của ông đó. Mơ gì không? Trời ơi, có một cha nát rượu vậy mà là vui, vui cái con khỉ vui. Uống đi rồi tao biết tác hại của nó. Tôi nói hoài mà sao ông nghe. Nè tôi nói ông nghe, nghe kia, chẳng những mấy ông uống rượu mà mấy ông còn sát sanh nữa. Sát sanh à? Tôi có uống nhậu nhậu là không? Mới gì sát sanh? Sát loài vật. Nói sao? Đưa tay ra. Đợi tôi một chút. Bà đi đâu vậy? Xuống lấy con dao. Chi vậy? Chặt tay ông. Bà đi hả bà đâu? Ủa? Sao tự nhiên chặt tay tôi? Đau không? Sao không đau? Vậy cái con gấu nó tội tình gì mấy người chặt tay gấu là mấy người ngâm rượu mấy người uống. Đúng rồi. Có phải mấy người ác không? Tự nhiên con người ta đâu có hai cái tay vậy chặt nhỏ sao nó thuộc pizza? Con gấu là biết thuộc pizza. Ủa sao nhỏ lấy mật ong nữa? Tôi không biết kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này tôi phải khổ với chồng gì nè không biết nữa. Tôi không nói nữa. Bây giờ tôi đi chợ. Rồi á, ông ở nhà làm ơn canh vợ, đón thằng Tý đi học về giùm tôi cái. Trời ơi tôi. Alo. Chết cha. Vậy sao? Gì vậy? Trời đất ơi, vậy là anh em mình phải ngồi bàn gấp rồi. Chết tình hình như vậy thôi chết. Rồi, quán cũ nha. Rồi. Đi nhậu nữa hả? Chết là bà ơi, không phải nhậu, ra bàn vấn đề cái này khủng khiếp lắm bà. Vấn đề gì? Triều Tiên chuẩn bị đánh Hàn Quốc. Mấy ông ra mấy ông bàn cái gì? Cản á, không cho nó đánh. Có hùng không? Bị nó đánh á là Thái Bình Dương mình là cá chết hết. Nó thả bom xuống rồi cá đâu mình ăn, đúng không? Làm ơn đón con giùm tôi nha. Bữa nay là tôi không có cửa nào tôi đi đón nó được nha. Làm ơn đi. Thôi bây giờ về nè, để tôi ra tôi bàn với mấy anh em đi cái thời sự. Tới giờ đón con mà điểm tôi cái tôi chạy đi đón nha. Ông mà đi nhậu hả? Tôi ly dị với ông á. Mà đừng có đối xử với tôi như vậy. Tôi ly dị thiệt á. Vợ chồng sống bao nhiêu năm mà tự nhiên vì rượu mà ly dị sao? Thì bỏ rượu đi. Tối nay bà làm đơn đi, tôi ký nha. Tôi bỏ bà được chứ làm sao tôi bỏ rượu. Bà thách tôi ha. Tự nhiên ly dị người ta. Ta tội gì? Uống rượu mà có tội ư? Tôi không còn cái từ nào để nói chuyện với ông nữa. Tôi đi chợ nè. Xuống chút. Đã đây nè. Trời ơi. Nhậu rượu ngon mồi ngon. Bây giờ thiếu văn nghệ. Mày hát một bài mày nghe mà nói là nó nói mày hát hay không? Hát bài cho anh Tư mày nghe coi. Uống đi đại huynh. Rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Đã. Xin kinh cần tài năng mời người tri kỳ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân tình. Chứ còn rượu lạc tràn nguyên thì để
chỉ xin dám uống một mình. Sao đập nhịp sông Lan gì nó chổi bản họng. Mũi cắn ông nội, sông Lan đâu có mũi dữ vậy ta. Bà chủ quán ơi, có mất lại không? Ủa sao mũi nó cắn tao dữ vậy ta? Sao em đâu có bị cắn đâu. Nó tưởng đâu đồng loại nó không cắn. Đố anh câu cho vui vui nha. Đố hả? Đúng. Đố anh nha. Cái con gì miệng rộng nói nhiều, già nua xấu xí mà nó hay kêu tiền tiền? Con gì? Cái con gì mà miệng rộng nói nhiều? Con ếch. Con ếch có miệng tới mang tay. Hay hay. Con ếch miệng rộng thiệt. Nhưng mà nó kêu khác. Nó kêu gì? Nó gọp bập bập. Chứ mày đố kêu gì? Tiền tiền tiền. Ủa cái con gì miệng rộng mà biết kêu tiền tiền đó? Biết con gì không? Thua đó, con gì? Con vợ. Đúng không? Bây giờ tao mỗi lần tôi đi nhậu về, vợ tao có miệng tới mang tay luôn. Nó kêu tiền 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 tiền. Ừ đó. Kêu tiền tiền. Tao muốn xỉu luôn. Đi nhậu về mà gây lộn như nó là tao bỏ đi không, tao đâu có ở nhà. Anh đi đâu? Tôi lên cục điện tôi ngồi. Trời trời, sao lên cục điện vậy cha? Tao ngồi mà cái tay tao nắm nghe đường dây cao thế luôn. Tao nói vợ tao mà la tuần tiếng nữa tôi giật đường dây cao thế luôn. Trời ơi, rồi nó điện giật anh rồi sao? Nó giật tao 4 lần. Rồi không sao? Không chết hả? Vẫn còn sống mà cái đầu nó hơi thua chút. Bị tưng tưng chút thôi. Tưng tưng thôi à. Chết tôi rồi, có ai không cứu tôi với? Gì vậy? Vợ gọi. Vợ tao gọi điện thoại về đón nhóc. Nhưng mà tao không có đón đâu. Đã chơi với bạn là không có sợ vợ. Mình đúng. Là đàn ông mà sợ vợ gì? Không mình... nghe. Sợ vợ nó coi thường. Nó leo đầu mình nó ngồi luôn. Sao lại tắt máy vậy ông? Không. Chuyên. Không. 3 8 6 6. Nghe đi ông ơi, tôi sắp chết rồi, rồi nghe đi. Nữa gọi nữa nè, thấy không, nó lì lắm, cúp máy luôn, tắt luôn. Rồi tắt luôn cho nó chọn cuộc vui này đi. Trời ơi, sao lại khóa máy luôn vậy nè? Có ai không cứu tôi? Thôi, bây giờ cũng chiều rồi. Giờ uống hết cái chai này xong rồi em phải về em đón tí con em. Mày bới vậy? Dạy con như vậy con nó hư. Sao hư? Nó đi tự đi học, nó tự về. Sao? Cho nó cái tánh nó tự lập. Tại sao mày phải rước, mày phải đón nó coi mày đó cái gì? Mà đâu phải học giỏi mà thi đậu đâu. Học tài thi phận. Thấy không? Bởi vì tao dạy con tao hoài, thằng tí con tao á. Tao về tao dạy nó, tao chỉ vô mặt nó luôn mà. Mày ráng học nha. Mày thi rớt á, tao mua cho mày chiếc xe quay. Trời ơi trời, cha này ngược ngạo hơn người ta. Nó thi rớt rồi ông mua cho nó chiếc quay làm chi? Cho nó chạy xe ôm. Thi rớt làm gì sống, chạy xe ôm chứ làm gì sống. Hay 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 hay. Anh hỏi công nhận anh có ý tưởng mới lạ. Hay hay. Cái gì nữa? Sao bà cứ làm phiền người ta ăn nhậu hoài vậy? Cái gì? Cái gì? Bà vác dao đến đây hay bà chém hả? Bà chém anh Tư hả? Trời trời,
Bà đồ giác dao tao đi, bà chém anh. Tao lại mày đi về giùm tao. Tôi thách bà đó. Trời ơi, bà đi về giùm tao. Bà đi về tao lại, tao trả tiền cho bà đi về khỏi khỏi thách. Có thách ông đậu. Trời ơi. Trời ơi, đi về giùm tao. Đi về mày. Bà ngon rồi lại đây, tôi với anh Tư nhậu đây nè. Mày khùng quá mày. Vợ mày đồ chém tao, mày thách vợ mày. Điên. Ê, từ nay đó đi, không có nhậu với thằng nào á. Nhậu với nó cho đã, cái vợ nó rồi hâm chém mình. Nhậu một mình cho nó khỏe. Anh Tư ơi, anh Tư. Trời ơi, giờ này còn ngồi đi nhậu được nữa. Đâu có gì mà quan trọng hơn chị nhậu đâu. Trời ơi, anh Tư ơi, chị Tư bị tai nạn rồi kìa. Ngồi đây kể chuyện nghe, ngồi đây. Trời ơi. Uống ly đi, uống ly không? Sao chị nói sao? Trời ơi, uống gì nữa anh uống đi. Ê, chị Tư á bị hai cái thằng say xỉn á đụng chỉ ngay trường học kìa. Cái bà Tư nào tội nghiệp ta. Chắc bà này bà có thề nè. Nó bảo bà đó láo bị xe đụng cái bà này thôi. Thề chi bây giờ bị đụng. Mà đâu phải mấy thằng say mới bị đụng đâu. Mấy người tỉnh cũng bị đụng xe thôi. Trời đất ơi, chị Tư bị tai nạn mà anh ngồi đây anh còn nói như vậy nữa. Bà Tư nào kể bà chứ. Cái bà Tư vợ ông chứ bà Tư nào? Bà Tư vợ tôi rồi tôi. Bà nói gì vậy hả? Vợ tôi sao? Thì vợ anh bị tai nạn. Rồi bà con xúm lại đưa vô bệnh viện rồi. Tôi có sao không chị? Tôi thấy bác sĩ gì mà lấy nguyên chùm ruột bỏ vô cái bụng mai mai lại. Cái ruột mà làm như phá lấu bỏ bụng mai lại. Mà cái đầu có sao không? Cái đầu thì tôi thấy có nguyên cái cục màu trắng nó văng ra. Rồi bác sĩ lấy cái tàu hũ gắn vô thay thế mai lại. Cái cục màu trắng hả? Dạ. Là ốc ư? Ốc. Trời ơi. Trời ơi. Bỏ tàu hũ vô mai. Dạ. Trời ơi, bà nói thấy ghê vậy bà. Nằm bệnh viện nào? Thì vợ anh á nằm ở bệnh viện xã chứ bệnh viện nào. Trời ơi trời. Trời ơi, cái vợ con tôi bây giờ vợ tôi. Ngồi đó mà nhậu. Không biết đi lẹ nữa. Bà đi liền đi, bà đứng mà làm nó tôi. Rồi rồi vậy anh ngồi đó đi nha. Tôi đi trước á, vợ không lo lo còn ngồi đó ngồi nhậu nữa, đi đại đi. Trời ơi, thế ông tôi quét tôi đi lộn đường luôn rồi. Bà đi được chứ tôi đi không nổi nữa. Anh Tư ơi, anh Tư, anh còn đó không anh Tư? Anh chưa hay tin gì sao? Tôi nghe rồi. Vợ tôi bị xe đụng phải không? Ủa giờ anh bị xe đụng hả? Mày khùng hả mày? Bị xe đụng tao muốn xỉu đây mày còn hỏi. Cái vụ này nữa, có cái này nó còn ghê nữa anh Tư. Cái vụ gì nữa? Thằng Út. Thằng Út con anh. Út con tao sao? Nó đi học về, nó không chịu về nhà. Nó đi chơi với mấy thằng bạn của nó ra tắm sông tắm suối gì đó rồi nước cuốn trôi mất tiêu. Cái gì? Con tao bị dòng nước cuốn trôi sao? Sấm chớp nó vớt nó được. Đưa nó đi bệnh viện huyện rồi. Nó đang cấp cứu hết anh á. Trời ơi, vợ tôi nằm bệnh viện xã. Con tôi nằm bệnh viện huyện. Vậy tôi vô bệnh viện nào? Ý anh muốn đi cái nào trước? Giờ vợ quyết vô không? Nó vô con vô vô bên huyện, bên xã. Giờ tao vô đâu? Trời ơi, cũng gì nhậu. Nhậu mà vợ con khổ như vậy. Trời ơi. Ủa làm gì giống điên quá vậy anh Tư? Anh Tư!